Võ sư Vô Vi Nam phân tích đòn hiểm khi Cung Lê đấu Forest. Cuộc đấu võ mồm giữa Forrest và Cung Lê vẫn chưa dừng lại và làng võ tiếp tục xôn xao trước những thông tin về trận đấu này. Võ sư Châu Minh Hay, một môn đồ của môn võ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, võ sư đã có rất nhiều bài viết hay sâu sắc về võ thuật và võ đạo. Những câu chuyện triết lý về võ thuật được võ sư cảm nhận và viết ra, đăng tải trên blog cá nhân, nhận được sự ủng hộ và quan tâm của nhiều tín đồ đam mê võ thuật chúng tôi xin giới thiệu bài viết của võ sư Châu Minh Hay nói trên góc nhìn của ông về trận đấu này. Trong mấy tuần qua, giới võ thuật trong nước đang xôn xao và mong đợi một trận đấu hứa hẹn. Nhiều hấp dẫn giữa hai đối thủ khá quen thuộc với người hâm mộ võ thuật Việt Nam, nhà vô địch cốc Việt môn MMA võ sĩ Cung Lê và chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Forrest. Trong thể thao nói chung và võ thuật nói riêng, ngoài sự tôi luyện, khả năng chuyên môn, thì các yếu tố bất ngờ đều có thể xảy ra. Hay nói cách khác, tất cả còn ở phía trước. Khi nào cánh cửa đấu trường khép lại thì mới thực sự có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn và suy luận cá nhân của một người yêu võ thuật, thì không chỉ chuẩn võ sư người Chile và môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, mà tất cả các võ sư của các võ phái truyền thống khác cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chạm trán thực sự với các chiến binh MMA. Những con gấu lấy sàn đấu làm nhà, lấy chiến thắng làm sự nghiệp. Bởi MMA là một trong số ít các môn võ mang tính thực chiến 100%. Họ, những người chọn sàn đài làm sự nghiệp, và họ đã không mất quá nhiều thời gian vào các chiêu thức, quyền, thảo nặng, tính bảo tồn truyền thống và biểu diễn hơn là thực chiến. Cùng một thời điểm bước vào ngưỡng cửa võ thuật và cùng có thời gian tập luyện như nhau, các võ sĩ của môn võ truyền thống trong khi còn gò tới gọt lui bộ tấn hàng chục lối cái căn bản của võ thuật truyền thống thì võ sĩ MMA lại có thể tung ra những cú đấm sấm sét lên người đối phương và những cái lách người hụp đầu tránh đòn một cách chuyên nghiệp rồi trong khi các võ sĩ truyền thống còn loay hoay với các ràng buộc mang tính giáo điều của môn phái thì các võ sĩ MMA đã có những trận đấu đổ máu trên sàn đài là một môn võ thực chiến hoàn toàn nên cách tập luyện kiểu con sói đơn độc rất khắc nghiệt đã hùn đúc họ trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp thực thụ bởi họ đã xác định đó là sự nghiệp rồi một số ý kiến cho rằng các võ sĩ của các môn võ truyền thống nếu sử dụng những đòn hiểm có thể hạ gục đối phương mạnh và chuyên nghiệp như mma đòn hiểm đó chỉ là khái niệm của người không biết võ trong võ thuật không có đòn nào là đòn hiểm và cũng không có đòn nào không hiểm hiểm ở đây được hiểu là gây nguy hiểm tới tính mạng tức thì hay tổn thương lâu dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người trên thực tế thì cơ thể con người có khá nhiều yếu điểm. Nếu vô tình hay cố ý tác động vào những chỗ yếu đó thì đều có thể gây tử vong tức thì hay gây tổn thương cấp kỳ và cũng có thể để lại di chứng lâu dài. Hãy nói xem, một đòn đấm thẳng thôi sơn hay còn gọi là cú director. Ai mới bước vào tập võ đều học đòn đấm này, nhưng nếu đấm chúng vào cổ, yết hầu hay giữa huyệt ấn đường, thái dương, nhân trung, trung quản thì kết quả ra sao? một cú đá rất cơ bản nhưng đá trúng vào các điểm yếu như hạ bộ hay động mạch chủ dưới quay hàm thì sẽ ra sao? Có ai bảo đòn đá đó là đòn hiểm không? Chắc chắn là không, mà đó là những chỗ hiểm yếu trên cơ thể. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các đòn đánh vào các vùng hiểm yếu của đối phương cũng không đơn giản một chút nào. Do vậy, yếu tố đem lại chiến thắng cho một võ sĩ là ngoài kỷ luật đòn thế thì tốc độ, thể lực thì còn tính đến sức chịu đựng cùng với kinh nghiệm chiến đấu nữa. Một đòn rất đơn giản nhưng được võ sĩ tập cả trăm cả nghìn lần trong một ngày thì tốc độ và cường độ sẽ làm nên chiến thắng đấy. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cung lê đấu Forest chỉ là chiều đánh bóng. Nếu đấu thật, Forest sẽ thua nhiều võ sĩ Việt Nam cho rằng trận đấu giữa Cung Lê và Fred khó có thể diễn ra và Fred không đủ đẳng cấp để đấu với Cung Lê. Thời gian gần đây giữa Cung Lê và Fred đôi bên vẫn lời qua tiếng lại nhưng chưa hẹn ngày cụ thể để tỷ thí cùng nhau. Theo nhận định của một số võ sư tại Việt Nam cho rằng những chuyện này chỉ nhằm mục đích làm truyền thông. Theo võ sư Nguyễn Văn Thắng, trưởng môn phái Thăng Long võ đạo cho biết thực sự chuyện Cung Lê thách đấu với Forrest là cái bóng để họ làm việc của họ. Còn trận đấu chưa chắc đã diễn ra, nhưng nếu đấu thật thì Forrest thua ngay. Ngoài ra, chuyện Forrest từng tuyên bố hạ cung lê bằng đòn trò, võ sư thắng cho rằng không có khả năng vị chuẩn võ sư Canada có thể làm được. Chuyện Forrest hạ cung lê bằng đòn trỏ không có khả năng, vì trong thi đấu chớp nhoáng thì sơ hở ít lắm, nhất là cung lê từng có kinh nghiệm chiến đấu trên lôi đài, nên để sơ hở thì khó lắm còn Forrest chưa có kinh nghiệm thi đấu. Chính Forrest đang đi tìm kiếm kinh nghiệm đấu, đang đánh bóng tên tuổi mình. Chứ thực ra Forrest chưa phải là người có chất tướng về võ đài, võ sư thắng cho hay. Được biết ngoài tập luyện Vịnh Xuân thì Fred còn học theo phái Bạch Mi Boxing, nhưng dù học thêm các môn võ khác nhau thì vị trưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo vẫn nhận định Fred không thể thắng được cựu võ sĩ MMA. Dù Fred có học cái gì đi nữa thì cũng là do mồm ông ấy nói, thực sự ông ấy chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong những chuyến đi đến Việt Nam, thì có thể nói đấu với một số cao thủ, nhưng ông ấy đi mượn cái bóng cao thủ của mấy võ sư già tấp bé nhẹ cân hơn để nâng tầm mình lên. Nếu đánh với ngang tầm ngang hàng thì chấm hết. Tôi cho rằng Forrest không dám đấu cung lê, dù đã học nhiều môn võ, nhưng đó không phải là sự quyết định. Dù tập bao nhiêu thầy, nhưng quan trọng vẫn là thực lực. Võ sư Nguyễn Văn Thắng, trưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo chia sẻ thêm. Theo quan điểm của vị võ sư Việt Nam này, nếu đôi bên cứ lời qua tiếng lại như vậy thì nên đấu với nhau một trận để cho thấy thực lực của nhau. Tuy nhiên có một điều khó khăn là người đã có tên tuổi như Cung Lê không muốn đánh với người chưa có tên tuổi gì, còn Fred chưa có tên tuổi lại muốn đánh với người đã thành danh vì có thua cũng không sao. Trong khi đó, chuẩn võ sư Bùi Tuấn Đạt thuộc Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, người từng là kiện tướng quốc gia và cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác trọng tài cho rằng, đôi bên lời qua tiếng lại chỉ là những chiêu trò bởi Forrest không đủ đẳng cấp với Cung Lê. Cung Lê là vận động viên chuyên nghiệp và đã vô địch thế giới rồi, còn Forrest đã bao giờ chui vào lồng sắt đấu đâu mà chỉ tập võ phong trào. Khi hẹn nhau đấu, có rất nhiều vấn đề, nếu đấu phải có luật lệ lọt rõ ràng, Khả năng trận này khó diễn ra vì Cung Lê là người có tên tuổi, sẽ không đấu những trận đấu vô thưởng vô phạt kiểu này đâu. Còn Forrest khả năng không dám đánh trận này, chuẩn võ sư Đạt cho hay. Vị kiện tướng quốc gia còn chia sẻ thêm, nếu Forrest thật sự muốn đấu sẽ có nhiều cách để đấu với nhau. Nhưng hiện tại Forrest và cả phái Vịnh Xuân Nam Anh đang muốn làm truyền thông hơn là có một trận đấu. Thậm chí chuẩn võ sư Đạt còn nhận thấy rằng, môn phái Vịnh Xuân Nam Anh có những phát ngôn không được hợp lý cho lắm hơi bị ảo tưởng sức mạnh trong thời gian qua liên quan đến việc cung lê và Forrest thách đấu nhau lý giải cho việc này chuẩn võ sư bùi tuấn đạt chia sẻ theo tôi được biết vịnh xuân nam anh trước đây ở việt nam không được công nhận chính thống ngày xưa rất khó khăn để phát triển đến bây giờ phát triển cũng kém nên nhân chuyện này để gây ảnh hưởng thôi các bạn hãy đăng ký kênh youtube của